Hiếu Minh Alo xin mến chào tất cả các bác và tất cả các anh chị em yêu âm thanh trên mọi miền Tổ quốc nha. Thì để em phục vụ tất cả các bác cũng như các anh em. Thì hôm nay bên em về được rất nhiều dòng pin sạc bác nhá. Dòng pin sạc cho micro không dây. Và đây là mẫu pin có thể nói là cực kỳ chất lượng mà bản thân kênh của em đã bán cũng như phục vụ các bác trong một thời gian dài qua, trong vòng ít nhất một năm rưỡi qua. Thì đối với mẫu pin này thì là mẫu pin dòng sản phẩm pin hàng nội địa Trung Quốc, nghĩa là bản thân là người Trung Quốc họ dùng rất là nhiều, cũng như em nhập về bên Việt Nam. Việt Nam thì và trong thời gian dài qua được sự phản hồi cực kỳ tốt của khách hàng. Và đây là sản phẩm tốt nên được bên Hiếu Minh bảo hành đến 3 tháng đối với dòng pin này. Thì và giá thành cũng cực kỳ hợp lý bác nhá. Đây là lợi mẫu pin DLP, viết tắt của Daily Power. Đây là dòng pin với dung lượng cao 3300 mAh bác nhá. 3300 mAh. Cái là dòng pin này đối với các bác dùng micro không dây thì các bác có thể sử dụng được trong thời gian rất là dài. Đối với bác như các phòng hát thì có thể dùng được những dòng mixer. Dòng mixer không ngốn pin bác nhá, phải dùng được 8 đến 9 tiếng. Và đối với dòng ngốn pin thì dòng mixer nhái hay dòng mix ngốn pin thì cũng phải sử dụng được tầm 6 đến 7 tiếng. 6 7 tiếng. Dung lượng rất là cao và dùng rất là bền. Và được bên em xin nhắc lại bảo hành đến 3 tháng, 3 tháng. Vì là rất là chất lượng nên bên em bảo hành đến 3 tháng cho bác. Đây là dòng pin với thiết kế. Ở đây là với bộ em báo giá luôn bác nhá, báo giá luôn trong video này. Là đối với các bác mà mua bộ 4 pin này với cái đốc sạc. Các bác mua tại cửa hàng thì nó sẽ là giá là 250.000. Còn bao ship cho bác là 280.000 bao ship toàn quốc cho bác nhá. Còn đối với những các bác mua 8 pin là được Hiếu Minh tặng cái lốc sạc đây. Để bác nhìn lốc sạc. 8 pin được tặng cái lốc sạc rất là to và chắc chắn với thiết kế màu trắng. Vì là đây là hãng chuyên sản xuất pin nên là từ cái lốc sạc. Lốc sạc cũng là phải có tên của hãng luôn bác nhá. Daily Power. Daily Power. Ở phía đằng sau thì như bác nhìn thì nó sẽ có rõ thông tin rồi này. Đấy, rõ thông tin này. Đây là thông tin, đây là phần đốc sạc 8 pin. Em QC Pass. Giá 480.000 là bao ship toàn quốc cho bác, còn nếu mà các bác mua 8 pin giá tại cửa hàng thì là giá là 450.000 bác nhé, 450.000. Thì số lượng hôm nay về cực khủng luôn. Em về nhập về hôm nay về là tổng cộng 400 bộ. Nhà mỗi dòng 400 bộ để phục vụ các bác. 400 bộ thì em có bỏ ra một chút để giới thiệu đến toàn thể các bác. Thì như biết ở các video trước em quay rất là nhiều. Thì đối với mẫu pin này như bác nhìn. Đối với dòng pin này thì rất chất lượng nên là bác nhìn xem nó có sự khác biệt so với những dòng pin thông thường. Những dòng pin thông thường thì là ở ngoài cái vỏ nó sẽ rất là sộp và pin không nặng. Pin này nhá, gọn và cầm rất là đầm tay. Hôm trước em đã có bài cân trọng lượng. Nhà nhìn thoạt thì nhìn trông nhỏ một tí nhưng rất là nặng. Nhà độ đây độ người ta làm chi tiết sắc nét cũng như là cái điểm về bác nhìn rất là sắc này. Hàng công ty này rất là sắc nét bác nhé. Đầy đủ thông tin luôn về chứng chỉ ISO này 2008 này. Đấy, thông tin là 3300 mAh 1,2V. Đây bao ơi. Đấy, rất là sắc nét và chi tiết, em dọi cả đèn luôn vào bác nhìn. Thì đối mẫu này thì không phải quá review nhiều vì là thực ra là đúng, ví dụ như hôm nay em nhập về sản phẩm mới thì có thể review cũng như bác dùng thử những đối sản phẩm này bán trong vòng hơn một năm rưỡi qua đã được rất nhiều các bác tin dùng cũng như ủng hộ cửa hàng em. Thì trong video ngắn gọn này thì em xin thông báo hàng về cũng như báo giá trong video. Hiện tại giá có thể nói là một cái giá, nói thật các bác là một cái giá không khác gì giá bán buôn cả, giá rất là rẻ, giá rất là mềm luôn vì em nhập số lượng khủng về phục vụ các bác nên giá rất là mềm. Thì bác nào có nhu cầu có thể trực tiếp bên Hiếu Minh qua ba số điện thoại đây hoặc truy cập fanpage là Hiếu Minh Auto hoặc website là hiếu minh auto.vn để tham khảo tất cả những sản phẩm bên Hiếu Minh đang bán. Và các bác có nhu cầu tại Hà Nội thì có thể đến tất cả anh em số 451 phố Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội. Đấy, để các bạn nhân viên tư vấn cũng như là chăm sóc khách hàng. Và các bạn có nhu cầu trả góp đối với những bộ dàn trong mùa hè này thì có thể đến trực tiếp bên Hiếu Minh qua số điện thoại đây và để em vừa tư vấn trả góp từ xa hoặc các bác có thể trả góp tại cửa hàng thì mang theo chứng minh thư sổ khẩu bác nhé. Đấy.
lượng về rất nhiều. Em xin nhắc lại là giá là đối dòng pin 4 pin cộng với cái đốc sạc, giá tại cửa hàng là 250.000 và bao ship toàn quốc là 280.000. Và đối bộ 8 pin thì các bác được tặng cái đốc sạc, giá là 480.000 bao ship, còn các bác đến cửa hàng là 450.000. Thì các bác có nhu cầu thì liên hệ trực tiếp bên Đường Minh. Và sản phẩm pin này thì có vẻ các bác có thể sử dụng đến sạc đến 1.000 lần đến 1.200 lần. Rất là bền. Và được bảo hành 3 tháng. Và video của mình đã kết thúc. Cảm ơn các bác đã xem cũng ủng hộ video của mình. Và xin thân ái chào tạm biệt tất cả các bác. Hẹn tất cả các bác ở những video tiếp theo ạ.